Mến chào tất cả các em đã trở lại với chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon của One Way Radio trong buổi tối ngày hôm nay. Chào buổi tối, Giật Sương ơi. Chào anh Đom Đóm. Anh Đom Đóm có chuyện gì mà hôm nay hí hửng quá vậy ta? À, hôm nay ở lớp của anh Đom Đóm có một bạn bị mất trộm. Mất trộm hả anh Đom Đóm? Ủa mà mất trộm mà sao thấy anh vui? Mất trộm thì phải buồn chứ. Buồn á là khi Giọt Sương không tìm được kẻ trộm đó chứ. Cái này người lấy trộm bị lớp anh bắt tại trận luôn đó. Vậy á anh, rồi bạn đó có bị phạt không anh? Tất nhiên là có rồi em. Sau khi phát hiện được cô giáo đã mời bạn đó lên văn phòng làm gì thì anh cũng biết nữa. Anh chỉ biết lúc bạn ấy trở về lớp thì không ai dám chơi với bạn đó nữa. Ai cũng xa lánh bạn đó hết. Chưa hết đâu nha, mọi người còn nghi ngờ bạn đó là người đã lấy trộm mấy vụ mất đồ trước nữa đó Giọt Sương. Vậy lúc đó anh Đom Đóm đang ở đâu và đang làm gì hả? Thì anh cũng ngồi nói chuyện với mấy bạn của anh trong lớp. Anh cũng không dám lại gần bạn đó nữa. Nhớ đâu hả, anh là người tiếp theo bị mất trộm thì sao? Với lại bây giờ cả lớp nghỉ chơi với bạn ấy mà anh lại chơi thì anh sẽ bị nghi là đồng phạm nữa thì khổ. Đa số phải phục tùng thiểu số chứ. Anh cũng vậy, anh không thích chơi với bạn đó đâu. Trong mắt anh và các bạn của anh thì bạn đó là gì hả anh Đom Đóm? Thì bạn đó đã ăn cắp, bạn đó đã phạm tội và có lỗi với mọi người. Vậy anh Đom Đóm trả lời cho giáo sư nghe, trên thế gian này ai là người sinh ra và lớn lên chưa từng phạm một lỗi lầm nào hả? Ai là người chưa bao giờ nói dối, chưa bao giờ nói xấu người khác hay có những suy nghĩ xấu xa hả anh Đom Đóm? Cái đó... không có ai là không phạm tội cả. Mọi người đều phạm tội mà. Anh Đom Đóm cũng nghĩ như vậy đúng không? Thì anh cũng có tội mà. Không những anh mà các bạn của anh cũng như vậy, phải không? Đúng rồi. Tội lỗi không giống nhau anh Đom Đóm mà. Tội lỗi rất đa dạng. Nó khiến chúng ta bất an với mọi người và mọi thứ, khiến chúng ta khó đối diện với sự thật, và nhất là có tội trước mắt Chúa. Chỉ có duy nhất Chúa mới có quyền phán xét chúng ta. Ngoài Chúa ra không một ai có thể làm như vậy. Việc anh Đom Đóm khinh rẻ người bạn đó được xem là phán xét rồi đó. Ủa như anh Đom Đóm sai rồi phải không Giọt Sương? Anh Đom Đóm không lường, không làm được như vậy Chúa sẽ không vui. Buồn quá. Anh Đom Đóm làm em nhớ đến một câu chuyện. Câu chuyện về những người Pharisee, là những người giống như anh Đom Đóm vậy đó. Để xem Chúa dạy cho họ bài học gì nhé. Và bây giờ chị Giọt Sương sẽ kể cho anh Đom Đóm và các em nghe câu chuyện Ta Cũng Không Định Tội Ngươi. Đức Chúa Giêsu từ núi Olive trở lại đền thờ. Cả đoàn dân đều đến để nghe Ngài dạy dỗ. Chợt các thầy thông giáo và người Pharisee dẫn đến một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Họ đưa cô ta vào giữa mọi người và hỏi Chúa. Cô này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Theo luật Môi-se phải ném đá xử tử cô ta. Còn ý thầy thế nào? Họ hỏi như thế để thử Ngài, hòng tìm cách tố cáo Ngài phạm luật. Nhưng Chúa Giê-xu không trả lời họ. Ngài chỉ cúi xuống dùng ngón tay viết viết trên đất. Thấy Ngài im lặng, họ càng hỏi dồn. Thưa thầy, chúng tôi muốn biết ý thầy là như thế nào? Chúa nói, ai trong các ông thấy mình không có tội thì hãy bước đến ném đá cô gái này đi. Nói xong, Ngài tiếp tục viết. Nghe Ngài nói, họ lần lượt bỏ đi, người lớn tuổi đi trước, người nhỏ tuổi đi sau. Khi chỉ còn lại người đàn bà sợ sệt đứng đó, Ngài ngước lên hỏi, những người kia đâu cả rồi? Không có ai định tội con sao? Thưa thầy, không ai hết. Chúa Giêsu phán, ta cũng không định tội con. Hãy đi và đừng phạm tội nữa. Anh hiểu rồi Giọt Sương à. Ngay ngày mai vô lớp, anh sẽ nói chuyện lại bình thường với bạn đó và giải thích cho các bạn trong lớp nữa, để mọi người hiểu và không còn xa lánh bạn đó nữa. Anh Đom Đóm làm như vậy là đúng rồi đó. Hoan hô anh Đom Đóm. Anh Đom Đóm giỏi quá. Qua đây thì các em cũng phải thay đổi giống như anh Đom Đóm vậy đó nha. Không được chê cười bạn bè mình khi bạn mình có lỗi, mà hãy dùng tình yêu thương để đối đãi với anh em mình nhé. Chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon ngày hôm nay khép lại tại đây.
Anh Đom Đóm và chị Giàu Sương chúc các em có một buổi tối ấm áp bên gia đình và người thân. Mọi thắc mắc, chia sẻ hay những lời tâm sự của các em, quý phụ huynh có thể gửi về hộp thư chúc bé ngủ ngon amoconeway.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình tối mai. Chào tạm biệt.